quý vị, hiện tại dân số ở thành phố Hồ Chí Minh đang tăng đến 1 triệu người sau mỗi 5 năm. Mật độ dân số trung bình tại đây cũng đang gấp 14,7 lần cả nước. Điều này thì gây áp lực vô cùng lớn đối với hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và đặc biệt là về vấn đề nhà ở. Vậy thì thành phố Hồ Chí Minh đã có những giải pháp gì để khắc phục thực trạng này? Mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi những thông tin ngay sau đây của Invest TV. Sáng ngày 17 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo quốc tế giải pháp nhà ở đáp ứng gia tăng dân số 1 triệu người sau mỗi 5 năm ở thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 đến năm 2035. Tại hội thảo, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ: năm 2019, dân số thành phố chỉ 9 triệu người, nhưng thực tế có hơn 13 triệu người đang sinh sống, làm việc, học tập, du lịch tại thành phố. Dân số đông nhưng sự phân bố chưa hợp lý, mật độ dân số trung bình của thành phố gấp 14,7 lần mật độ cả nước, chủ yếu tập trung ở các quận trung tâm. Tốc độ gia tăng dân số nhanh, bình quân mỗi năm thành phố tăng 200.000 người, trung bình 5 năm tăng 1 triệu người, dẫn đến những áp lực lớn trong công tác quản lý đô thị, đặt ra các yêu cầu cao hơn về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và đặc biệt là vấn đề nhà ở. Việc đáp ứng nhu cầu nhà ở cho dân số ngày càng gia tăng là nhiệm vụ quan trọng của thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, còn nhiều hộ gia đình chưa có nhà ở, sống trong điều kiện nhà ở thiếu kiên cố, đơn sơ, diện tích bình quân dưới mức tối thiểu. Nhu cầu nhà ở cho đối tượng thu nhập thấp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngày càng tăng. Trong khi đó, còn có những vướng mắc trong phương án định giá đất, xác định chủ đầu tư dự án. Đó là những vấn đề thành phố cần giải quyết. Chính vì vậy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố mong muốn các nhà quản lý thành phố, nhà hoạch định chính sách cùng với các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp trong và ngoài nước thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm giải quyết căn bản bài toán nhà ở và sự phát triển bền vững của đô thị. Theo các đại biểu, trên thế giới, nhiều quốc gia đã quay trở lại nhận trách nhiệm, bảo đảm nhu cầu nhà ở cho người dân thay vì để cho tư nhân làm như trước đây. Trong đó, tập trung vào mô hình nhà ở cộng đồng với cốt lõi là xây dựng, quản lý nhà ở cho người thu nhập thấp và trung bình. Nhiều ý kiến cũng góp ý, đáp ứng đủ số lượng nhà ở là chưa đủ mà còn phải đảm bảo duy trì chất lượng cao.